Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu Lan trên mọi miền tổ quốc. Em là Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay là phiên bán Lan ngày 28 tháng 5 năm 2021. Em đang bán một ít kiếm, mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668. Em sẽ gửi hàng nhanh qua bưu điện cho các bác ở miền Trung với miền Nam, miền Bắc em sẽ gửi thường nhé. Số điện thoại em vừa thông báo là số điện thoại em để kết nối Zalo luôn. Nếu mà bác nào muốn xem chi tiết hơn về đơn hàng của mình thì có thể kết nối Zalo với em nhé. Em sẽ cho các bác đồng kiểm trước khi thanh toán, trước khi nhận hàng nhé. Bác nào có nhu cầu xem hàng thì bác ra lấy điện thoại quay lại xem cái cây có vấn đề gì thì phản hồi với em và gửi video cho em về Zalo nhé. Vì là nếu mà những cái cây đắt tiền mà không bác xem là lấy về nhà, nếu mà có cái vấn đề gì thì rất là đôi bên khó giải quyết. Ví dụ như là chợ Huế tầm 80-100 triệu chẳng hạn thì lấy về thì nó mà bị làm sao hỏng thì em không thể bắt đền bưu điện được vì bưu tá nó không còn ở đấy ấy. Thì các bác vui lòng kiểm tra cho em, cẩn thận lấy video quay lại. Các bác ơi, đây là... em sẽ bán từ vàng cánh bò Hải Phòng đi nhé các bác. Các bác ơi, đây là hoa vàng cánh bò Hải Phòng nhé. Em sẽ bảo hành hoa cho các bác nhé. Em có... viết chữ vào cái lá đi để bảo hành cây cho các bác rồi nhá. Tuy nhiên là bây giờ là mặt hoa nên là mua mùa này thì rất là yên tâm nhé các bác. Đây là hình số 1 ạ. Hình này em gồm quy cách của nó gồm có một thân và một thân đang trong quá trình tách lá các bác nhá. Đây ạ. Hình này em bán với giá là 450.000 nhé các bác. Cây của nó cao hơn 30 nhé các bác. Cái vàng cánh bò Hải Phòng này nó không to đâu nhé các bác. Cây nó cũng nhỏ nhỏ tầm quản bút xóa thế này thôi ạ. Đây, lá thì dài hơn 30 thế này nhé các bác. Đấy là hình số 1. Tiếp theo đây là hình số 2. Em cũng bán đồng giá 450.000 nhé các bác. Cũng gồm có một cây và một cây con thì nó cũng đang tách lá như thế này. Gần dài bằng cây mẹ rồi nhé. 450.000 ạ. Đây, hai thân tơ tít luôn nhé các bác. Nó đang đẻ này. Đây là hình số 3, em bán 300.000 nhé các bác. Gồm có một cây mẹ và một cặp con đang sừng trâu như thế này. Đây ạ. Cây nó cũng chỉ tầm 30, cao hơn 30 thôi ạ. Đây. Tiếp theo đây là hình số 4. Em bán 500.000 nhé các bác. Đây chắc là cây nó đang đẻ đây rồi, em không bóc vào nó nhất nó sẽ ảnh hưởng. Đây gồm có một thân, hai thân đây. Cây lá láng hết nha các bác. Đây ạ. Cây này hình này em bán 500.000 là hình số 4 nha các bác. Tiếp theo là hình số 5. Em bán 450.000 nhé, gồm có hai thân. Con cũng đang đẻ đây, cây đang đẻ đây. Đây, hai thân như thế này nhé các bác. Tiếp theo là đây là hình số 0 nhé các bác. Hình số 0 này nó gồm có một cây trắng anh tím Thái Nguyên. Nó là cây mẹ đẻ ra cái chậu kia nhé. Tí nữa em sẽ bán cái chậu kia riêng. Còn là đây là hàng vàng cánh bò Hải Phòng, cũng là cây mẹ đẻ ra cái chậu cái lùm này này. Em gộp cho bác nào lấy đi làm giống hai cây này với giá 400.000 nhé các bác. Trắng anh tím Thái Nguyên thì em bán 800.000 một cây cơ. Nhưng mà 800-750. Nhưng mà cái hướng trong thì em bán hai cây này cho bác nào lấy đi làm giống. Thành hình số 0 nhất được một tép trắng anh tím Thái Nguyên với một tép vàng cánh bò Hải Phòng. Đây cây cũng khỏe mạnh bình thường thế này thôi nhá. Đây em bán là 400.000 cho hình số 0 này. Tiếp theo em sẽ bán vàng Tuyên Quang nhé các bác. Vàng Tuyên Quang em có hai cây ạ. Đây là hình số 1. Hình này em bán 800.000 nhé các bác. Đây ạ. Một cây đang lên con, đang lên sừng trâu như thế này nhé các bác. Đây rễ đang ra rất là đẹp như này. Đây cây khá là to, em có viết chữ vào lá để bảo hành cho các bác nhé. Đây cây chắc là dài tầm 60 các bác ạ. Đây ạ. Đây là hình số 1 vàng Tuyên Quang, em bán 800.000 nhé. Tiếp theo là hình số 2. Đây nó đang ra con ở đây. Tuy nhiên là nó lá nó bị lỗi xong em cắt đi rồi ấy. Bị cắt đi 1, 2,
ba bốn lá bị cắt đi nhé các bác. Đây, lá này bị nứt một chút nữa. Đây, cái hình này em bán 600.000 cho bác nào lấy đi làm giống nhé. Vẫn có con lên đây rồi nhé. 600.000 cho hình số 2 vàng tuyên quang. Em sẽ cho các bác xem hoa hình cụ thể nhé. Các bác, cái hoa của vàng tuyên quang rất đẹp nhé các bác. Cánh nó bầu bĩnh, cái khuôn hoa cũng đẹp đây. Tiếp theo em sẽ bán vài tép trong cái chậu ánh tím Thái Nguyên em vừa mới tách nha các bác. Được 4 hình ạ. Cây hoa tại chậu luôn nên là các bác không phải lo gì thứ nhất đây ạ. Hoa của nó em cắt nước rồi đây, thành ra là nó nở của nó cũng không đạt mấy nữa. Hoa nó rất là đẹp nha các bác. Cái lưỡi nó phất tím với cái trụ, đầu trụ nhị của nó sạch hoàn toàn nhé các bác. Cái nắp bao phấn của nó vàng ươm và gần cái nắp bao phấn của nó phất hồng nhìn rất là thú vị. Hai cánh này, nó hơi phất hồng, em nói nhầm, nó phất tím. Em xin lỗi các bác nhé, nó phất tím. Em bị loạn ngôn, bị hấp hơi rồi, nói nhầm. Hai cánh này nó hơi phất tím một chút đây, hoa nó rất là đẹp nhé các bác. Đây ạ. Hôm nọ nó nở đẹp lắm, em chụp đẹp lắm, bèo kiểu như là sáng nay em xách ra xách vào nhiều nó bị gãy đi mất rồi. Đây, nãy lúc nó chưa bị gãy, chưa bị rụng em chụp đây. Rất đẹp nha các bác. Em sẽ bán từ hình số 1 trở đi, cái cây này cũng có nhiều bác hỏi mua lắm. Hoa đẹp nhỉ. Các bác ơi, hình số 1 thì em bán với giá là 1.600.000 nhé. Quy cách của nó gồm có hai thân ạ. Hai thân tơ nhé các bác. Đây, nó đang có con như này. Đây, cây của nó dài độ 50 trở lại nhé. Đây. Khỏi lo bảo hành luôn nhé. Hình số 1 chàng anh tím Thái Nguyên em bán 600.000. Tiếp theo là hình số 2 em cũng bán đồng giá 1.600.000 nhé. Cũng hai thân. Đây, cây láng tiết rất đẹp nha các bác. Đây. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 em bán 900.000 nhé. Và hôm nọ em quay cái chậu đang hoa lên chắc các bác cũng thấy là nó có hai hồng hoa rồi. Các bác ơi, cây này gồm có quy cách của nó là một thân với một măng ở đây và một mầm ở đây nữa nhé. Em bán 900.000 với một cái vòi hoa nữa. Đây, cây của nó cũng to đẹp như này nhé. Đây ạ. 900.000. Tiếp theo là hình cuối cùng trắng ánh tím Thái Nguyên. Hình này em bán với giá 1.500.000 nha các bác. Đây ạ, một thân tơ và một thân mẹ của nó. Đây. Cái cây này nó bị rẹp một tí nữa em sẽ rửa đi, trước khi rửa cái rẹp đi xong mới gửi cho các bác nhá. 1.500.000 ạ. Đây. Em tách ra được bằng này thôi. Tiếp theo em sẽ bán trắng cánh bầu Thái Nguyên nhá. Nó đang nở sóc ở vườn em tách cây mẹ của nó ra, nó đang nở hoa rồi. Đây là hoa trắng cánh bầu Thái Nguyên nhé các bác. Đây ạ, cái lưỡi của nó rất là tròn và đẹp nhé các bác. Đây, cây các cánh hoa của nó bầu bĩnh xinh như này. Mùa này nhà em đang cây gì cũng đang có hoa, đang đẹp lắm. Em có hai chậu nhé các bác. Mỗi chậu 1.200.000 em bán đồng giá nhé. Cái trắng cánh bầu Thái Nguyên này nó lọt top 1 bởi vì là thân củ của nó rất là to và cái ngọn hoa của nó rất là dài và bông hoa của nó cánh bầu đẹp. Cái cây bị lỗi một chút lá như thế này. Đây. Nó bị lỗi một chút như này. Nó là hướng trong ấy, nó hay bị như này. Tuy nhiên bù lại là em đã nuôi cho nó có măng rồi nhé các bác. Có rễ ở măng này luôn rồi, các bác lấy về chỉ cần cắm xuống là nó mọc nhé. Em bán 1.200.000, lá của nó cũng khá là to đấy các bác. Lá nó to hơn làng cánh bầu Hải Phòng nhiều nên là nó mới có giá như này. Tiếp theo em bán hình chậu số 2. Cũng bị lỗi đầu lá như này một chút nhé. Em bán là 1.200.000 thân tơ tiết này. Nó chưa khai thác mất ngủ nào hết, nó chưa đẻ luôn các bác ạ. Lấy về thì nó sẽ cho rất là nhiều con nhé. Tiếp theo em sẽ bán
chậu vàng cánh màu Hải Phòng các bác ơi. Chậu này em bán với một giá 1.500.000 nhé. Quy cách của nó gồm có 2 thân này, 4 thân, 5 thân, 5 thân với một thân đang tách lá này. Ở đây có một thân đang tách lá thế này nữa. Đây. Như này em tính thành 6 thân là chậu này em bán giá 1.500.000 nhá, 1.500.000. Nó đang có cái nụ hoa ở trong này, các bác lấy về sẽ có hoa để xem luôn nhá. Đây ạ, nụ hoa ở trong chậu luôn rồi. Cái này khả năng sẽ gửi cả chậu cho các bác nhé. Gói lại các bác lấy đi treo luôn à, rồi được ngắm hoa luôn à, đỡ phải nhổ lên sợ nó ảnh hưởng cái hoa ấy à. Tiếp theo em bán chậu Minh Tuyết. Chậu Minh Tuyết à, chậu này quy cách của nó gồm có 2 thân các bác ơi. Tuy nhiên là những cái lá hướng trong ấy, cái lô hội nó hay bị đen đen ở đầu như này. Con nó thì lại chả ảnh hưởng gì, nhưng mà mẹ thì hay bị như này. Đây à, nhưng mà em đã nuôi cho nó ra con rồi nhé các bác à. Em bán chậu này 4 triệu gồm có 2 cây. Nếu mà bác nào lấy một cây thì em sẽ tách 2 triệu nhé. Thì chậu này em được 2 đơn ạ. Đây, bác nào lấy đi thì khỏi lo kích nữa vì nó đã ra con rồi. Đây. Minh Tuyết thì em cũng cho các bác xem hoa mấy lần rồi thì em sẽ không đưa ra nữa, làm mất thời gian của các bác. Tiếp theo là chậu vàng cánh màu Hải Phòng số 2. Chậu ban nãy là 1.500.000, là chậu số 1 à. Chậu này quy cách của nó gồm có 4 thân nhé các bác. Nó đang cho vòi hoa ở đây. Đang cho vòi hoa ở đây, các bác về sẽ có hoa để xem luôn nhé. Đây ạ, chậu này em bán 1 triệu. Đây, hôm nọ em chụp mà cái lúc chậu ánh tím Thái Nguyên nó vừa nở rất đẹp đấy các bác à. Em vặt xuống nhấc ra nhấc vào tách, xong là nó bị gãy đi rồi, nó không đẹp đây, nhìn rất đẹp nhá. Hoa Minh Tuyết nhá các bác ơi. Nó rất là sai hoa và rất là đẹp nhá các bác. Đây, cây nở sốc có một vòi hoa thôi, một thân già mà một vòi hoa mà nó vẫn ra được sai hoa như thế này nhé các bác. Em sẽ bảo hành cho các bác nhé, bảo hành mặt hoa cho các bác. Tiếp theo em sẽ bán Tuyết Ngọc. Một chậu một thân như thế này em bán 500.000 nhé các bác. Chậu này gồm có 2 thân, một măng ở đây, em bán 1 triệu nhé các bác. Đây là chậu Hồng Vân Giang ạ. Hồng Vân Giang mấy hôm nữa em sẽ quay cho các bác xem hoa nhé, nó đang nụ ở vườn em rồi. Đây ạ, quy cách của nó gồm có 2 thân nhé các bác, nó là hướng trong. Hướng trong thì em trồng cho ra mầm rồi em mới gửi cho các bác nhé. Đây ạ, đây nó đang đẻ rồi nhé các bác, đang đẻ 3 con luôn. Các bác lấy chậu này đi thì khỏi lo phải kích kiếp gì nữa nhé. Đây, em bán 1.800.000 một cây nhé. Em có chậu vàng Tuyên Quang này nữa, là đơn cuối cùng của hôm nay, gồm có 2 thân nhé các bác. Cái vàng Tuyên Quang thân lá nó khá là to dài. 2 thân, cái ở đây có một nụ hoa nhưng mà khả năng là gửi đi nó sẽ hỏng vì cắt nước ấy. Với lại nhấc ra nhấc vào nhiều rồi. Đây, Hồng Vân Giang của nhà em chuẩn bị nở rồi các bác ạ. Đây ạ. Mới đầu ra nụ nó xanh lét luôn. Xong về sau nó mới hồng ra như này. Đây, lúc đầu nó xanh như này luôn. Cái này ai không biết mấy đầu ra nụ thì sẽ lo lắng là sợ sai hoa. Vì thế nó như này thì tưởng nó trắng thôi nhưng mà không phải nhá. Lúc nụ nó to nó sẽ hồng hồng, ửng hồng ở gốc này luôn. Đây, trắng cánh bầu Thái Nguyên đây. Em sẽ ngắt một bông nữa cho các bác xem nha. Đây ạ.
Nó rất đẹp nhá các bác. Nó đang nở ở nhà em rồi đây. Qua là nó nở sốc ấy, nó thật sự là chưa đạt. Hôm nọ có một anh ấy nuôi được cái chậu to, anh ấy không tách nha em ấy. Thì ôi cái ngồng hoa của nó dài, xong là nó sai hoa với cánh nó bầu đẹp lắm. Một cái bài đăng của anh ấy có gần được 500 like các bác, ai cũng thấy nó kiểu như nó quá xuất sắc ấy. Đây xanh Huế, chậu này em bán cho khách rồi nhưng mà họ đang sửa giàn nên họ gửi lại em. Mấy bữa nữa mới lên lấy. Mấy bữa nữa họ sửa giàn xong rồi mới qua lấy đây nhé, hoa đây nhé các bác. Hoa Huế đây, lưỡi nó hơi vẹo, cánh nó hơi cụp. Cánh nó to và dày nhá. Đây. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Chúc các bác nhiều sức khỏe nhé. Bác nào đang gọi hoặc là đang nhắn tin trong quá trình em quay video em chưa trả lời kịp thì các bác thông cảm cho em nhé. Vì là em mà nghe điện thoại hoặc là em nhắn tin thì nó lại không, nó bị dừng cái video lại ấy. Thì thông cảm cho em thì bán hàng em cũng muốn bán được thôi. Chẳng qua nhiều khi chậm, các bác nhắn vào xong là em bị trả lời chậm, hay là em bảo là em đang quay video. Thì các bác cũng đừng giận, thì khổ thân em. Em cũng không muốn làm phật ý các bác đâu. Em chào các bác nhé. Bác nào xem được video của em thì làm ơn like với lại đăng ký kênh ủng hộ em với. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.